Bradford và Leo, cũng là một bộ đôi đứng dưới cũ của T1 anh em ạ. Thì Teddy comeback thì như các bạn hôm trước cũng đã nói về con Saya này rồi. Đây là một con mà Teddy đánh rất là tốt, và thực ra nó là tứ tủ của Teddy ở cái năm ngoái cũng đánh nhiều đợt, mà trong meta 2019 cũng đánh nhiều con Saya, 2020 cũng đánh nhiều con Saya này. À, Landing chưa có gì đặc sắc nha. Landing chỉ là bộ đôi đứng dưới T1 đẩy đường, xong rồi có Taliyah ra con rồng đầu tiên. Ăn con rồng sớm này, chiến thuật này bên phía T1 đánh mùa trước rất là nhiều rồi anh em ơi. Cái này mùa trước bên phía T1 đánh rất là nhiều, nhưng họ ăn con rồng tầm phút thứ 5 á thì họ sẽ có thể lên trên top để mà họ đánh con sứ giả mà họ không cần phải đánh đổi mục tiêu. Thời điểm này bên kia mà muốn đổi cái gì đấy á thì thường là con early nó sẽ sang nó cướp được hai bãi rừng này. Nhưng mà nếu đánh đúng vòng rừng và nó tính toán được á thì nó sẽ không mất hai bãi này. Giống như hồi chiều này các bạn có xem trận Suning đánh á, tí nữa xem trận Suning các bạn sẽ thấy thôi, là cái pha ăn rồng đầu tiên của con Kindred ở level 4 là bên phía bên kia thấy sọp nó sao nó cướp hai bãi này thôi, là thấy hai level gap rồi. Vừa mất thời gian ăn con rồng, vừa mất đi hai bãi quay rừng. Còn cái game này cướp đánh kiểm soát tốt nên là ăn được rồng nhưng mà không mất bất kỳ bãi quay rừng nào ở phía trên này cả. Tức là nó là con rồng miễn phí. Dễ vậy. Dễ vậy anh em. Rồng 2 và vẫn còn một con sứ giả. Rồng 2 vẫn còn con sứ giả. Tôi chỉ biết là xuất phát pha này như thế nào mà hiện tại thì cướp với Closer ra không được. Còn bên này có Victor nó giúp cho con để ăn xong con rồng rồi mới ra. Tức là trước đó chắc có thể là pha này đứng giữa bị đẩy, bị con Victor nó push trước một wave. Hai tốc không có TP nha. Ở cú này Leona mở thì tôi nghĩ là pha này chỉ ép được cái tốc biến nữa. How this one does go, Carrier in position to potentially punish here. No flash for him. Nice dodge from Krakko. He's got that speed that we did mention. Trời ơi. Effort over the wall. Nice shockwave in the back, and the Rakan just dies. But here we go. Chết rồi em ơi. Finally, as Leo moves in, Krakko also running forward, gonna sustain a lot of damage. But now Fate looking to press the issue alongside Leo. They're gonna pick up a double kill. Phải đây bên phía của Sandbox đang tính lui rồi, mà bên phía T1 skill dở, Carrier skill trượt thôi. Bên kia thấy skill trượt cái quay lại phản công luôn. Ủa hai ông T1 sao không TP ta? Đẩy lính ở top với ở ngoài mất luôn trụ top rồi ạ. Ủa, trụ top mất lúc nào đấy? Chắc là sứ giả lên à? Ê thế là tầm giữa game bây giờ T1 đánh lỗi lắm nhá. Vừa mất một con rồng, vừa mất mạng, vừa mất sứ giả, mất trụ top luôn. Bây giờ đây là 5 đánh 2. 2 TP đường đơn còn. Nhưng mà rừng đang ở trên top, chưa cuối chưa hồi. Cú này chắc bỏ á, xác định là bỏ á, không TP luôn á. Bây giờ TP à. TP là phải 2 TP nha. 1 TP xuống là căn bản là phải thua người anh em ạ. Chỉ là giảm thiểu hậu quả thôi. Nhưng mà góc này thì ngoài xoáy hay đấy. Cốt vét em ơi. Hay quá, Teddy giữ vị trí kìa. Nó còn flat luôn đấy. Đi hết rồi. Uầy. Hay thật sự đấy ạ. Cú này là cú mà đánh câu giờ hay thật sự đấy ạ. Từ một pha bị đai trụ hơn tới 5 5 đánh 2. Bên này mất đi hai chiêu cuối. Nhưng thế trận nó sẽ là 5 đánh 3. Mà bên phía sandbox hiện tại pha này là kiểu bị mất CC nhiều quá, mất mất công cụ mở quá. Nếu mà đánh hướng đánh đánh nhanh về hướng này trước khi cướp nó xuống tôi nghĩ là có thể đánh được. Mà phép chạy vòng đường này đón đầu. Ông Kroko còn ăn trụ nữa ông. Nếu phía sau còn trụ là ngon. À đánh gì căng vậy. Thì pha xong còn xếp được cái flat kìa. Nó xạ thủ lâu năm anh em ấy. Giữ vị trí tốt vãi. Kiểu vào giao tranh giữ vị trí tốt thật sự. Nó đi bộ nó né cái đúp con Rakan thấy tỉnh vãi. See you later.
He didn't have flash actually. That was about 10 seconds. Tính đủ đam luôn hả mấy ông? I feel like Tôi Krokos tưởng pha này có is Leona phải E vào rồi chứ. Uh-oh, on anything. Bait in a okay, well he's almost dead. See you later. À, còn Odin Flash làm choáng mà nó cũng còn rờ nó né được ạ. He didn't have flash actually. That was about 10 seconds away actually. Thế trận hiện tại này các bạn, hiện tại Cơ Miu đi đẩy lẻ rồi, Cơ Miu này không có cách nào thua gần Na nữa. Tầm hai đồ như này Cơ Miu đá gần Na đi đẩy lẻ không chịu nổi. Mà con Saiya giờ nó cũng khỏe nữa, ăn quá trời mạng luôn. Mà khi đến cái cảnh mà đẩy được Teddy ra mid rồi á, là bên phía T1 bao giờ nó sẽ vào cái thế là Teddy bắt đầu nó hack CS lên dần. Và cái trụ mid sớm hay muộn nó sẽ nằm thôi. Bên phía Sandbox vào đấy là chắc nó cũng không có ý định giữ trụ đấy lâu đâu. Chỉ là giữ nó bao lâu hay bấy nhiêu á. Mà nó tham minh được cái spell nó giết luôn Victor dưới trụ kìa. Và khi được mở được cái trụ mid này thì nó sẽ kiểm soát rồng thoáng hơn. Và áp lực linh hồn rồng là bên phía Sandbox phải chịu đấy nhá. Linh hồn rồng gió à, cũng ngon. Nó vào cái thế mà T1 đẩy được Teddy ra mid rồi nó sẽ push trước, sau đó nó sẽ di chuyển ra rồng trước luôn. Chỉ cần Cơ Miu đánh đúng đường dưới nó sẽ push đến tận trụ 2 ở đây này. Mà con Na bắt buộc phải đứng ở đấy để defend rồi. Mà nó sẽ tạo ra cái thế, con Cơ Miu áp lực được vào tiến sau rất là khó chịu nha. Cái này đứng lại thế hơn trụ anh em. Này bắt đầu thiết lập lính rồi này, Teddy bắt đầu đẩy mid rồi này, Kana bắt đầu đẩy bot rồi này. Nó sẽ thành cái thế bánh mì kẹp thịt mà lính hai đường cánh bên phía của T1 bao giờ nó sẽ rất là áp lực nha. Chấp nhận bỏ luôn rồi, chấp nhận bỏ rồng này để ăn trụ. Phần này sao mid không có flash rồi. They have Meganar here. They're going to try to get on top of Closer. Leo into the back line. They take out Closer and a great follow up here from the side of Liv Sandbox. Saiya còn sống là còn win nhá. Saiya còn sống là còn win nhá. Đổi này lời mà, đổi một mạng lấy một mạng xong lại còn có cả Link của có cả Baron mà. Ủa sao game đẹp đến bốn mấy phút ta? Cái này tôi tưởng end ở đây rồi chứ. Nó chưa đến bước end ngay bây giờ đâu nhưng mà lần về nhà sau có thể end rồi đấy. Okay, nice knock up here from Effort, but again, it's just gonna amount to the one kill going the way of Fate. Some low health bars here on the side of T1, but they're still going deep as they look to take out Summit and they finally do, but a lot of low health bars still as Fate is gonna get engaged upon. Effort desperately trying to help him out, but will eventually go down. Will Fate, Krakko for the follow-up here. T1 are not backing down as Kana is just gonna be taken out. He gives that kill over to Leo. And the teleport coming in from closer. You're not a god at this moment. You're not untouchable. Phá end vừa rồi là fail. Well, we're gonna have Hex Flash over the wall. The follow up here on a Krakko and Summit. They both just look absolutely doomed. Rồi mấy ông Sandbox làm gì đấy mấy ông? Is on the run, but I mean he's got so many people after him here. He's a fast boy, but can he get actually out of this one? Nope. Not gonna be able to dodge that. Cái pha đấy là Teddy bắn không được á. Không follow up kịp mấy pha E lên của Carrier. 6-1 and 3 at this point. He's just caught so many different people alone in the side lanes. Just no exception. Kiểu mở mà Teddy với Closer phải vào đam được thì mới mở được anh em ơi. Mở xong mà Teddy với Closer mà không có bóc vào đam nữa. Không vào nổi đâu. Ôi trời ơi. Effort bắn nhiều đây máu sao mở em. Mà các bạn thấy không? Mấy đứa xạ thủ lâu năm nó thế anh em à. Kể cả lời hơn một đòn đánh mấy đứa xạ thủ chuyên nghiệp lời hơn một đòn đánh nó sẽ đánh mà thôi. Chỉ cần đánh đòn đánh đó và gây được đam nó sẽ đánh à. Ví dụ cái đòn này 10 thằng xạ thủ đến 9 thằng nó sẽ đánh thôi. Có cái đại bác mà vào tầm nó sẽ bắn thôi anh em à. Mà cái áp lực dành cho con Saiya này bên phía bên này chỉ có Rakan nó mở vào thôi. Thì nó cứ câu máu mấy thằng này này. Hay là kể cả trong chuyên nghiệp các bạn xem mấy cái đội hình poke hay poke của mấy con Thresh các thứ, mấy con đấy là mấy con không có hồi phục. Đánh mấy con đấy mà cấu gì được mấy con đấy là rất hiệu quả. Nó sẽ làm mất đi một công cụ mở bên phía bên kia. They're looking to push in here on the last remaining inhibitor. We'll see if Liv Sandbox can get any kind of defense. Bây giờ pha này Teddy nó vừa lấy được một cái công cụ mở của bên phía Sandbox rồi này. But insanely fed carries on the side of T1. Yeah, it's gonna have to be Krakko trying to lead the turn. Trời ơi, Nerdia nó tù. Ít nhất lộng ép được cái E, à cái R có sai dạ. Is gonna get isolated here just a bit. Meganar does come out. Krakko though immediately gonna be blown up by a nice shockwave. In goes Summit, a gigantic engage actually trying to get on top of Closer, but at the end of the day Teddy just does. Ôi, Carrier vào lỗi rồi em ơi. Tôi nhấn mạnh lại là những cái pha mà CC của support mà không vào tầm của AD ấy là CC vô nghĩa nha. Là CC tự hủy luôn á. Ví dụ pha này Teddy nó còn flash thì nó bung flash nó xuống đây nó giữ vị trí như này là hợp lý quá rồi. Nhìn nó bắn nó giữ vị trí cực kỳ ghê luôn. Nguyên đầu pha team fight giờ bên phía bên kia không chạm được vào người của nó.
Ví dụ pha này carry xếp cái flash này lại để mà end game á là được nha. Xếp cái flash này lại end game là được. Xếp cái flash này lại tí nữa, test tí nó hút máu lại xong rồi vào đây nó mở một phát flash thẳng vào chụp con Victor hoặc con Kai'Sa này lại. Là end luôn á. Ví dụ mở những cú này sau có đam được, ai vào đam pha này đây. Nó CC pha này tự tự sát luôn rồi. Kiểu không 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 hiểu ý à. Thành ra pha này trả ICC để mà đánh nữa. Against Kai'Sa, they might actually consider not going in here. They were moving out. They have so many minions, Kai'Sa though. And Victor. Yeah. I think... Looks like... Nhưng khi chết ngược ba ông bị shut down nên... They can't just sit here and eat không nổi lasers. Gonna have to back out now. They definitely wanted to at least get the next... Aww. Victor's getting a kill here. Fate's not done with this. You're just gonna have to base push. So, make a decision. Ôi, mất hết 3 mega luôn ạ. For the Baron, the wall is gonna come down, but that kind of keeps everybody inside the sandbox safe for now. They're like, okay, thank you for the wall. Pha này mà không team fight thắng là thua ngược. We're gonna take down the Baron. For us, Udyr is going to get that, but they're just gonna try to stop the back. Yes, Scaria going in, trying to get on top of Leo, but we have triple back on the Pha này không team fight thắng bên kia mà nó về đề, về được với 5 cái Baron này nó end ngược luôn á. Go down effort desperately trying to save his AD carry here. À, thế thì bắt được. Happen, so bắt buộc luôn, nó pha này bắt mọi giá phải team fight thắng để mà end á. Các bạn tưởng tượng nếu phần này mà team fight không thắng hoặc không giết được một thằng nào bên kia mà nó về nó năm búp Baron nó đẩy ngược lại thôi thì đấy. Victor Kai'Sa tầm này đồ này thì thôi rồi. Thua ngược luôn á. I mean this is a game of chess that T1 won. Okay, you send half your team back. We're gonna delay the other half and then we're gonna đánh giết được hai đứa pha đấy là sáng rồi. Then what are you gonna do? You got three back. You defended your base, but how are you gonna defend against five members of T1 now even with Baron buff? This should be over. Oh boy. Trying to get on top of Krakko here. It's protect the president. Fate needs to survive and clear the waves, but I don't know if he has. Nhìn Teddy nó bắn kìa, nhìn Teddy một mình nó đứng nó bắn hai đứa bên phía bên kia nhìn bất lực rồi. Trời ơi. Đánh này mà dự bị từ đầu mùa đến cuối mùa thôi. Trời. Con Saiya này. Double kill now to Teddy, as he will just be able to auto down that. Đánh này mà dự bị từ đầu muốn giờ. Actually dies right at the. Well, that's maybe why also. What's going on here? Is this a real game of LCK or is this a draft? Mà tôi nghĩ mấy pha mà mở của Carrier đang có vấn đề đấy nha. Mấy pha mở Carrier đang không kết hợp được với Teddy tốt đấy nha. Kiểu mấy pha mở mà không côn được team đánh theo hay là team không hiểu nó sẽ mở hay như nào. Nó thành ra mấy pha mở rất là bị hố ấy. Iray à, Iray đi với Na. À, cái này nếu mà đánh đúng chất tướng thì chắc là con Iray nó áp được con Na tí nị rất là nặng nha. Và nhìn vào cái thế hiện tại là tranh chấp cua trên, tôi thấy bên phía của Sandbox tranh chấp không nổi rồi. Con Iray nó ra trước con Na rồi. Con Na đã ping chấm hỏi hai cái rồi anh em này. Nó ping cái đường chấm hỏi trên cái đường mà Kana đang đi tới luôn á. Là con Panthor này cân nhắc là bằng một cách nào đó tự sống tự diệt đi, chứ giờ con Na ra sao nổi. Pha này Victor đang đẩy hơn chút xíu so với Ori. I mean the draft got a little bit weird with all the bans we had on marksman. You're going to see Krakko kind of caught in an awkward. Trời ơi, tăng tốc pha bù đỏ đi nó đớm kìa. Oh, cuz will go over the wall. Okay, he was solo kill luôn. Stun first blood very easily. Odin này siêu mạnh luôn rồi, những cấp độ đầu Odin siêu mạnh luôn anh em ơi. You know, in the past we always used to see Tahm Kench over and over and over again. We're going to have a one on one here. We got Pantheon coming up to the top side, but Kana looking to turn it around. The Gnar ultimate does come out. The damage should be good enough, but Summit has to flash away, and that will be enough to get out of harm's way, and no triumph there for the Aurelia. Hiện tại đang gác tầm hơn 2 đợt lính. Tức là kèo này đánh áp lực rất là tốt rồi, nhưng mà bị gank cú này thì hơi thọt lại chút xíu. Bot, uầy. What the fuck? Sao bot gáp như DCS các bạn? Nó có cái biến cố gì đó xảy ra không? Hiện tại đang là 48-75 nha. Cái tầm đi đường tầm 7 phút mà gác tầm gần 30 CS là nó bị có vấn đề á. This bottom lane is just a disaster right now for the sandbox. Effort chết rồi. There is no hope for him even under the turret. Sao cái boss nó tranh CS nặng cỡ này ta? Không lẽ thua chất tướng nặng đến vậy à? À mà con Nico support này của T1 thú vị đấy. Con Nico kết hợp cùng với Kalista đi khó chịu đấy anh em. Tôi nghĩ bộ này có thể xuất hiện thêm một số trận nữa của LCK trước khi nó bị đập hay như nào đấy. Các bạn nhìn đi lane áp lực chưa kìa? Nó chênh lệch 74 so với lại 111 CS, ăn 4 lớp giáp trụ sau 11 phút. Rồi tính 22 băng trụ giết người ta luôn ạ. Bên này có TP không? Có TP.
mà Victor không vào thế TP được. Team này còn đang ăn rồng nữa. Bây giờ pha này mà cướp nó xuống nó giết người sao ăn rồng được mà. Hoặc là nó pha này phải là tự tin tới cái mức mà hai đánh hai băng trụ giết người, kể cả bên kia TP xuống chỉ là đổi mạng hay như nào đấy thôi. Chứ cái pha này nếu mà đánh hợp lý thì nên là con Adia xuống gank ba đứa. Giết được hai đứa xong rồi về ăn rồng. Là đẹp nhất. Mà đánh cái kiểu này đánh kiểu đúng đánh đánh láo rồi, đánh đánh này kiểu trên cơ lắm rồi á. Nay là trên cơ lắm rồi người ta mới đánh được như này game ơi. Ồ đánh này quá cha rồi anh em, đánh này kiểu đúng kiểu outrank. Chứ đánh đúng pha đấy nên là con Adia này xuống gank trước anh em à. Xuống gank băng trụ trước sau đó quay lại ăn rồng sau á. Mà đánh kiểu bot gáp á. Đánh kiểu bot gáp bố đời ấy, anh em. Bên kia có TP nhưng con Victor giờ TP xuống chết theo rồi. Chấp nhận lên top cam lại Kana. Cái này đai trụ được cơ bản là 3 đánh 1 nên là chịu không nổi đúng không? TP trễ nữa. Tôi nghĩ là pha chết này hơi đáng tiếc đấy nhỉ. Pha chết này đánh đúng là chỉ bỏ tầm 2 wave trên top cho con Ire nó bị mất wave thôi chứ nó không mất mạng như thế đâu. Korea doesn't even have that many items at this time. Summit looks like he might just die here. He's gonna hit the Mega Gnar, and actually, this time around, it looks like Cuz just barely is going to be taken. Yeah, I just can't get that blast cone away. Đến cái lúc Teddy bắt đầu được giải phóng đi là scariest thing. Maybe he was actually in his nếu đặt E chúng có thể cân, nếu đặt E chúng có thể cân được. À, flash Kana, à. Cái flash phải là ý gì đấy? Cái đấy chắc bị solo kill mất E rồi. Chắc là chết pha này thôi. Nice try, Teddy. But not sure about this one. You can see he's really desperately trying to create this one back. Nhiều mạng cho Jin nhưng còn ban ăn pha đấy là Jin khóc luôn đó. Vẫn gác 50 CS. Chỉ có cái kèo top này Kana bị solo kill nhiều quá thôi. Chứ tôi nghĩ nếu đánh đúng pha này mà con Yre nó không thọt đến như thế này, ít nhất là nó không cần phải xanh nhưng mà nó đừng thọt như thế này á. Thì cánh để lẻ bên phía tiêu ăn ngon rồi. Là cho Teddy ra mid Kalista để ăn mấy mục tiêu như rồng hay sứ giả là free. Nữa à? Ây à! What okay. is going on in this top lane? Poor Kana. He's desperately trying to get going, but he keeps getting caught. À, để chờ ngày 31 này xem rớt vào đánh nổi không. The Nico's gotta get in there with the pop blossom. Leo is going to have to flash away as Closer just barely gonna get away from that one, but does get sniped from range. And at the end of the day now, Teddy không chết hả? What the fuck? Rồi, đi luôn con Victor rồi. And now Cuz is just going man mode onto so many members of Liv Sandbox. He gets a double kill. And Leo just zoned out for a little bit too long. Summit desperately trying to play carry here in this game. As Teddy not able to take à, phải Teddy nó giết được thêm một đứa nữa thôi rồi đấy. Ủa, gì đấy? As Teddy not able to take out his... Ủa, lựu đạn nhảy vào đâu? trying to play carry here in this game. As Teddy not able to take out his... Ủa, có cái lựu đạn nó nhảy này. Có cái lựu đạn nó nhảy từ đầu cướp sang kìa. Tôi nghĩ game này đánh lỗi cũng nhiều nhưng đặc biệt đánh lỗi cánh trên á. Cánh dưới đánh ngon lắm rồi, cánh dưới landing khỏe, ăn trụ trước, đè bot nát tươm rồi. Ăn hết 3 rồng sau 20 phút rồi. Chỉ có là giai đoạn đi top thì ông Kana fit một chút. Làm game nó khó lên một chút xíu, đẩy lẻ thua Na luôn. They will dodge that fourth shot, but now Liv Sandbox on the dragon. Fate in no man's land is gonna have to flash. À, vẫn còn cái combo định mệnh vẫy gọi nha. Cuz and crew are now gonna actually try to, well, looks like they're vẫn còn cái định mệnh nổ hoa nha. Mấy combo đấy mấy con như Jin với Victor chắc nhìn nó khóc thét mất. Na tí nị nữa ạ. Uầy, câu giờ cho Na tí nị đánh luôn ạ. Ồ, kè ra mất E rồi. Tôi nghĩ con Nico này nó không đến mức cần phải cấu rỉa đâu anh em à. Con Nico giữ skill lại đánh teamfight 5 năm ngon hơn. Hay quá Kana. Ok, định mệnh vẫy gọi. Quăng con Nico vào. Của Nico rồi. À, không có E à. Now he's desperately trying to get on top of actually Kalista here, and he is going to take out another one. Can Summit actually do it alone? Maybe I'm going to be eating my words here. As he's even going to survive on the back of that spot in this game.
Ôi, game này đánh lỗi tài lẻ hết anh em ạ. Xoáy sóng âm và cái E ban thỏ luôn rồi. Cất trâu thế. Ma tướng à. 5 thằng bu vào đánh không chết. It's not going to be bad, I suppose. Now they're a little bit zoned away. As here we do have the Jhin ultimate coming out here, Cuz trying to tank up as much of that as possible. And T1 will regain position. À, mà linh hồn dùng nước anh em ơi. Giờ mới để ý linh hồn dùng nước ạ. Linh hồn dùng nước con Odin này bất tử à? They're really struggling to close them out. Here's a flank from Cuz. Okay, trying to get on in there. And they do get the knock up onto the victor. They would love to take away Fate, but that is a really nice devour. Fate will live, but effort might pay the price in the front line. Con gì để mở ông đây? On the run here, Connor with no ultimate. He's just gonna get exhausted. Not even able to take out Croco, and he will go down. Moving a little bit too far forward, and Summit is so massive at this point. Sao giết con Odia kia đi? Summit trying to do. Sao giết con Odia cầm cái linh hồn dùng nước rồi? 28 phút đã có linh hồn dòng lửa, à, linh hồn ngàn tuổi rồi. Đúng là cái boss win liếm hết mấy con rồng khỏe thật sự. Mà sao khoan từ từ. Sao Caria đi góc này? Hơi khó chịu nha cái combo Talia, à nhầm combo Kalista với con Nico này, nó bị cái con Tamken này khắc chế nha. Mà trong trường hợp con Victor mà nó còn flat á, chỉ nhắm được con Jhin á thì con Tamken nó sẽ cứu được. Phần này Caria tính vòng cái góc. Tôi nghĩ cái combo mà định mệnh vẫy gọi kéo con Nico này vào hoặc là kéo mấy con như Javan vào á thì đánh trực diện cũng được, không cần phải đi đường vòng anh em mà. Đi đường vòng đôi khi nếu phần này mà Nico này nó bị không có spell mà nó chết á thì con Kalista không vào tầm mà cứu được là lỗ luôn á. Mấy pha vòng này thì thường là mấy con như Alistar hay con Set nó sẽ đi vòng, mấy cú này nó nguy hiểm hơn chút xíu con Nico. Nico mở cũng được nếu mà trò với Victor. Victor bớt với Nuti vào người con Nico, nó flash chạy mất tiêu luôn. Mà game này close ra sóng âm cũng mấy pha không đẹp lắm. Chúng còn đứa, chúng Panthon. Giữ cái E lên là hết chuyện. Mà cái linh hồn dùng nước nó hồi máu kìa các bạn nhìn không? Con đâu đi còn nửa cây rồi nó heal lên kìa. And the Elder Drake is on Team Live Sandbox right now as well. T1 kind of getting caught there. Chạy vòng vòng nó hồi full cây. Now they have to reapproach here. Krakow's getting low. Summit though with the mid. They're gonna try to burst him down, but the bất ngậm nuốt rồi nha, bất ngậm nuốt rồi nha. Ôi nà. Mà con Narcissi cú đấy mà không thằng nào vào đam nổi anh em ơi. Con Narcissi cú đấy mà không thằng nào vào đam nổi luôn. Bên này mấy con chủ lực bên này bị con Nico nó hất tung xong nó chiêu cuối mất tiêu rồi. Không có ngậm nước nha anh em, ngậm nước dùng để cứu con Gna rồi nha. Các bạn nhìn này, CC cú này mà con Victor mà nó còn E với R nó kẻ phát là win team fight rồi. Mà con Nico nó CC hai thằng chủ lực bên này luôn. Trời ơi. Hết đam luôn rồi đấy. Một mình con Na có đam thôi. Onto 4-5 members, but Caria's follow-up is just pristine, and you just give that pog boat right to Caria right now. Hops in there and gets it. Còn gần nãy đâm ca đam. Who knows? It was just the best engage. It was ever. So, it was so perfectly done. And it was in a crisis moment as well. Con Na hay nhưng mà con Nico cũng hay anh em ạ. They are gonna end. I mean, they have the pushing power to chưa end được à? Chưa end được. Mà dùng ngàn tuổi Baron mà không end nữa thì thôi. Dùng ngàn tuổi xong Baron là end rồi anh em ơi. Mất ngậm nuốt một cái thôi đấy. Cái cooldown của ngậm nuốt nó không cho phép con Tamken là được nhiều thứ hơn nữa. Elder and Baron together. Á, phạt thì phạt thế giới thế mà. Sao bác không lật nổi? Con Nico nó R nó hất tung hai chủ lực xong nó còn thêm cái R nó giữ chân nữa chịu rồi. Cảm ơn he nha. Đánh tròn vai được rồi bạn ơi. Tôi thấy nó đánh tròn vai rồi. Baron dòng ngàn tuổi mà không end được hả? Lên ăn thêm mega top nữa hả? Ngoài ăn mega top ăn từ trụ một trên top xuống á. Hơi lâu, mất tương đối nhiều thời gian Baron rồi nhá. Vẫn còn có Baron này được.
Ui, Teddy mất máu nhiều quá bạn ơi. Na khổng lồ kịp không? Kịp kìa. Chết Teddy luôn kìa. Chết Teddy sớm vẫn team fight win được. Ủa sao phần này Teddy nó không flat ta? Lại thêm một cú chiêu cuối 4 đứa nữa của con Gna này. Mà pha này là hai con xạ thủ với con mid nó free mà. Mà Victor còn nguyên cái R mà. Sao thua teamfight được? Nên R nguyên đám này này. Closer xoáy. À, chỉ có con Orianna có thể tác động đến cái pha này thôi á. Trừ khi nó xoáy vào ngay đây. Ui. Nó tạt cánh nó xoáy một cú ngay đây luôn. Bên này còn mấy cái đồng hồ nữa. Nó tạt cánh nó xoáy một cú ngay đây luôn anh em à. À, chết cả Victor luôn. To không flat chết luôn. Leo bị ngắt đam luôn à. Mà nguyên cái đợt lính phía sau T1 nó có Baron nó bắn thì thành viên thứ 7 à? Thành viên thứ 6 à? T1 Cannon à? Take out Teddy, but the follow... à đánh vậy mà vẫn không thắng nổi. Con Na của Summit đánh là chất chơi lắm rồi đấy. Con Na của Summit nó đánh hết sức có thể của con Na rồi đấy. Mà team này không lật nổi. Bị ngắt đam, bị cái đồng hồ bên này ngắt đam, con Ori nó ngắt đam tương đối nữa. Bên kia hai ông kia còn giết không nổi con. Giết không nổi con support nữa mà. Con Gna đánh cú này là hay lắm rồi á. Đánh hết sức có thể rồi đó. Giết được cả chủ lực bên kia rồi anh em ạ. À, đánh đến cuối game 33 phút ông Leo mới farm được 230 CS ạ. Tôi nghĩ là Gu Baoyushi cũng có những giới hạn của Gu Baoyushi. Tôi không biết là Gu Baoyushi nếu mà cầm con Kalista thì đè lane nặng được như thế không anh em à. Bởi vì tôi thấy cái bot này nó có một cái chênh lệch khủng khiếp luôn cái game này luôn á. Đánh mà gác 58 so với 89 CS đây anh em à. Mà ăn trụ bot nữa. Với một cái bộ đôi đi đường mạnh như thế này đánh thắng lane bot xong con Adia xuống ăn sạch. Ăn sạch rồng anh em à. Nó xuống ăn sạch rồng nó 22 thắng. Tự tay đai trụ chết bên này luôn. Dừng xuống chắc chỉ để hít thêm mạng nữa thôi chứ gì. Kìa. Đánh mấy cú này là đánh mấy cú như nào đây. Bot gap. Chỉ có thể là bot gap thôi anh em à. Đó chiến thắng nổ hũ T1. Trận thắng thứ 2 ở CK.